Chủ đề của tuần này là All Star. Các bạn thí sinh mới của chúng ta sẽ kết hợp cùng với các bạn thí sinh của những mùa trước. Đây là tiết mục mà gọi là tuyệt diệu về dàn dựng, tuyệt diệu về trang phục, thứ ba là tuyệt diệu về vũ đạo. Với lại có một cái điều thế này này, tiết mục nó diễn ra đến gần hết rồi, tôi còn hỏi Mỹ Linh là ai là thí sinh. Cái tiết mục này hôm nay cũng dùng từ giải trí cho các bạn được, nó rất là vui. Đây là một cái sự kết hợp cả hai bạn rất là hoàn hảo, chúc mừng hai em. I've been so, so many nights thinking how you be wrong, but I don't strong. I learned how to get it on. Thắng đã bắt được cái cách hát của anh Hưng, cái cách lấy hơi, cái nấc, cái nghẹn và cái nhựa nhựa một tí của anh Hưng. Thế là hôm nay Đàm Vĩ Hưng chỉ có trang phục là giống thôi, chứ còn giọng ca và bộ điệu không giống. Theo tôi là như thế. Nói là em không giống Đàm Vĩ Hưng một tí nào thì hơi khắt khe quá. Em chỉ giống ý kiến nhau. Em là cánh sen thơm, ước trong vườn đêm mai thơm. Mai ta nụ thanh xuân còn nấm mê nơi. Nét si nao lùi thờ ngây. Xin trăm năm em về tinh khôi. Đôi tay ta sang rộng hân hoan. Xin cho ta một tháng siêu ca vui cùng em. Có những cặp đôi thì kết hợp lại thì nâng nhau lên. Cặp đôi này thì đúng là, nếu mà nói một cách như khách quan thì anh thơ viết trọng tấn luôn. Hai người không có ai đè ai cả mà rất là nâng nhau. Nói chung là một tiết mục hoàn hảo, chị rất thích tiết mục này. Cả hai đã hòa quyện với nhau để cho ra một tiết mục rất tuyệt vời. Chúc mừng hai em. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Không em ơi, cái đó là ở quá rồi nha. Cái đó anh ta kêu là ở chua luôn đấy em.